xem chỉ tay miễn phí xin chào cả nhà nha hôm nay á, xem chỉ tay miễn phí sẽ ra tắm cho hai chú chó này và ở đây á, một chú chó kia á, thì bên chị Nguyễn Hoàng Son ở Bình Dương á, chị gửi tiền cho xem chỉ tay miễn phí mua giúp nha và còn một chú chó vàng này thì ngày hôm qua xem chỉ tay miễn phí đã lãnh tiền YouTube ra mua về xem chỉ tay miễn phí xin chào anh chị nha hôm nay xem chỉ tay sẽ hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay hình tam giác và nếu như trong cuộc sống những anh chị nào mà sở hữu vân tay hình tam giác thì cho thấy rằng những anh chị này khá là may mắn nhưng không phải là hình tam giác này nằm ở đâu cũng tốt nha tùy theo điểm thì hôm nay xem chạy tay sẽ nói tổng quát về vân tay hình tam giác này cho anh chị những anh chị nào mà sở hữu vân tay hình tam giác liền mạch và rõ nét á, thì luôn được gặp khá là nhiều may mắn và gặt hái được khá là nhiều thành công trong cuộc sống cũng như vậy những anh chị này sẽ được mọi người xung quanh yêu thương và quý mến có duyên đi đến ra đường nha dù đi đâu làm gì cũng được quý nhân phù trợ và trong cuộc sống nhìn chung vô cùng viên mãn và hạnh phúc nếu như mà ngược lại anh chị mà không may sở hữu những tam giác mờ nhạt và đứt đoạn và ngắt quãng thì hãy cẩn thận trong sự nghiệp lẫn sức khỏe dù bản thân luôn có tài năng nổi bật như làm việc gì cũng thất bại bởi tiểu nhân luôn quấy phá và theo phá mình khá là nhiều sức khỏe lúc nào cũng đau ốm tinh thần thì chịu nhiều căng thẳng và bực bội và trong cuộc sống những vân tay hình tam giác mà mờ nhạt thì rất là nguy hiểm có thể thường hay bị gặp tai nạn nguy hiểm nha không phải ai sinh ra trong đời cũng có đường chỉ tay hình tam giác nếu như anh chị không có đặc điểm vân tay hình tam giác này thì cũng chẳng sao bởi mọi điều tốt lành sẽ đến bên cạnh với mỗi người và anh chị phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình và dưới đây là một vài đường chỉ tay hình tam giác thường xuyên mà anh chị à, thường hay thấy ở trên bàn tay của nam và lần nữ thì anh chị nhìn qua những vân tay hình tam giác này anh chị cũng có thể đoán được mà số mệnh và tương lai của những anh chị này và bây giờ xem chỉ tay sẽ hướng dẫn cho anh chị là những vân tay hình tam giác nằm ở trên các gò kim tinh mộc tinh thổ tinh thái dương cũng như là thủy tinh nhé đầu tiên thì xem chữ tay sẽ nói đến đó là vân tay tam giác nằm ở trên gò mộc tinh nha và nếu như trong cuộc sống anh chị mà sở hữu vân tay hình tam giác nằm trên gò mộc tinh thì anh chị sẽ có tài ăn nói ngoại giao khá là tốt là người rất là khéo léo trong việc giao tiếp và ăn nói và anh chị đặc biệt anh chị này sẽ có khả năng thuyết phục người khác rất tốt chỉ cần người này nói ra thì đối phương sẽ nhanh chóng và siêu lòng chấp nhận mọi điều kiện và tiếp theo xem chị Tây sẽ hướng dẫn cho anh chị đó là trên gò thổ tinh. Trên gò thổ tinh của anh chị nếu mà có vân tay hình tam giác này thì cho thấy anh chị thường là những người rất là bí ẩn và anh chị thường là những người có suy nghĩ và hành động rất táo bạo khác người với những quyết định và anh chị luôn luôn khiến người khác lo sợ và hoảng hốt. Tuy nhiên sự táo bạo này đôi lúc cũng đưa anh chị đến à, những cái sự việc à, ngoài ý muốn chẳng hạn như là thất bại vân vân và đa số thì anh chị sẽ có sự thành công và chiến thắng sẽ nhiều hơn. Và tiếp theo xem chữ tay sẽ hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay tam giác nằm ở trên gò thái dương. Nếu như anh chị mà sở hữu vân tay hình tam giác ở gò thái dương này thì cho thấy anh chị rất là thích những thứ mới mẻ, chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Bởi thế sự nghiệp lúc nào cũng đi lên như là dù gặp gió như không có gì là khó khăn hay trở ngại. Mặt khác với sự háo thắng của bản thân nên anh chị sẽ gặp ít rắc rối và tai nạn nguy hiểm ở trong cuộc sống. Và xem giờ tay sẽ xem đến đây là vân tay tâm giác nằm ở trên gò thủy tinh nha. Và chỉ tay hình tam giác trên gò thủy tinh này á, thì cho thấy anh chị là những người luôn có cái nhìn khách quan làm gì cũng si tính cẩn thận và rõ ràng, mặc dù bản thân không nhanh nhẹn như người khác. Nhưng từng việc của anh chị làm thì đều được xác định rất rõ ràng. Đặc biệt thì anh chị rất là mua lược trong con đường sự nghiệp và làm ăn, cho nên hậu vận sau này khá là tốt. Và tiếp theo, xem dây tay sẽ hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay hình tam giác nằm trên gọt kim tinh, ý nghĩa ra sao như thế nào? Nếu như trong cuộc sống, những anh chị này mà sở hữu vân tay hình tam giác ở vị trí trên gọt kim tinh, thì cho thấy anh chị là người rất là mưu sĩ và có tính toán trong tình ái vì đồng tiền mà anh chị sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả kể cả hạnh phúc của gia đình và anh chị luôn luôn là đi theo đồng tiền mà bỏ đi cuộc sống tương lai của vợ chồng con gái sau này và anh chị đam mê là tiền tài hơn là uh, tình cảm nhé và tương lai sau này cuộc sống của anh chị khá là tăm tối và mịt mù như vậy thì xem chữ tay đã hướng dẫn cho anh chị là năm hình tam giác nằm ở trên năm gò đó là kim, mộc, thổ và tây dương cũng như là thủy tinh. Và tiếp theo xem chữ tay sẽ hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay hình tam giác nằm ở sát đường sinh mệnh của anh chị nhé. Nếu như trong cuộc sống anh chị mà sở hữu vân tay hình tam giác nằm ở sát đường sinh mệnh thì cho thấy những anh chị này trong cuộc sống sẽ gặp xui xẻo và gặp nhiều rắc rối cũng như là trong cuộc sống sẽ không có gì là may mắn nhé và trong sự nghiệp á, thì luôn bị kẻ xấu hãm hại làm ăn thua lỗ tiền của không cánh mà bay và trong tình duyên thì bị người khác lừa gạt luôn lận đận và đau khổ trong việc hôn nhân và tiếp theo xem chia tay sẽ hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay hình tam giác nằm ở đường trí đạo nhé ý nghĩa là sao như thế nào thì trong cuộc sống nếu cả nam lẫn nữ nếu những anh chị nào sở hữu vân tay hình tam giác nằm ở đường trí đạo thì những anh chị này có tính cách khá là mạnh mẽ và kiên cường. Nữ giới cũng như là nam giới, lúc nào cũng rất khoát trong chuyện làm ăn hay là tình ái cũng vậy nhé. Và cuộc sống tuy không thuận lợi nhưng luôn có cố gắng nên cuộc sống về sau này có khá là nhiều hạnh phúc và có cuộc sống cũng an nhàn chứ không có khổ cực nhé. Cho nên những anh chị nào mà có vân tay hình tam giác nằm ở đường trí đạo thì cũng tốt, không có sao. Và tiếp theo, xem chữ tay sẽ hướng dẫn cho anh chị, đó là vân tay hình tam giác nằm ở trên đường tâm đạo nhé. Nếu như trong cuộc sống á, anh chị mà sở hữu vân tay hình tam giác nằm ở trên đường đường tâm đạo thì cho thấy anh chị là một người khá là may mắn về trên con đường tình hay là về vấn đề tiền tài cũng vậy nhé. Anh chị luôn luôn là tiền tình đầy đủ. Và nhờ vào sự nỗ lực không ngừng và anh chị sẽ gặt hái được cho mình những thành tích đáng kể trong sự nghiệp càng về hậu sau này thì anh chị sẽ càng ngày càng phát triển trên con đường công danh và sự nghiệp và anh chị sẽ có tiền ăn tiền đẻ cho con cháu ba đời sau này khá là tốt nha và có tiếng tâm trong xã hội và anh chị có danh vọng lẫn cả tiền tài vật chất rồi và rồi là xem chữ tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là những vân tay hình tam giác nằm ở trên bàn tay ý nghĩa ra sao như thế nào và trong cuộc sống thì vân tay nào cũng đẹp nhưng mà anh chị phải ăn ở cho hiền phúc hậu đạo đức làm nhiều việc thiện thì anh chị mới gặp được những sự may mắn trong cuộc sống nha còn những anh chị nào mà có vân tay đẹp nhưng mà trong cuộc sống chưa được giàu sang phú quý thì anh chị hãy cố gắng khấn nguyện thêm giá bề trên và làm thêm nhiều việc thiện thì bắt đầu từ tiên vận mình không giàu thì trung vận mình sẽ giàu và trung vận mình không giàu thì hậu vận sau này mình sẽ giàu trong cuộc đời của anh chị sẽ được giàu rồi xem trở tay miễn phí xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nhé.